Nhiều năm trước đây, Tràm Game thường khuyên anh em, tướng mạnh thì mới bị cấm, mà cấm nhiều, sổng là pick ngay. Nhưng đó là hồi bọn sát thủ đấu sĩ mạnh hay bị cấm mà thôi. Chứ bây giờ nhá, đa số anh em sẽ cấm trợ thủ là ưu tiên, thì câu nói đó lại không quá chuẩn 100% rồi. Nhưng tướng nào bị cấm nhiều, ngoài lý do chiến thuật chắc chắn là nó mạnh. Và nếu anh em biết tận dụng, Tràm Game tin rằng việc đeo rank của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Vậy thì tại meta hiện tại, đâu là vị tướng bị cấm nhiều nhất tại giải đấu Trường Vọng? Cùng Tràm Game tìm hiểu ngay nhá. Top 5, Kera. Không chỉ là vị tướng hot cấm mà Kera còn là con bài hot pick và tỷ thắng cũng rất là cao. Nếu anh em không quên đấy, ở video gần đây, Tràm Game đã đề cập cô nàng với 99 lần bị cấm tính đến hết vòng bảng giai đoạn 1 và 45,21% tỷ lệ bị cấm. Có thể nói rằng Kera đang cùng với Aoi tạo nên một cái cặp đôi đường sừng ghê gớm nhất của giải đấu. Kera đơn giản thôi, có thể gây đam cực kỳ to, lẽ khả năng đánh với nhiều kèo tướng khác nhau. Đã vậy, còn đa dạng cái lối chơi rất là tốt, đánh thế công thì miên bàn, còn đánh thế cân bằng nhá, kiểm soát bản đồ hay thậm chí là trong thế thủ, Kera cũng có thể phát huy sức mạnh của bản thân. Nếu anh em còn nhớ đấy ạ, thì ở cái trận TT với SGP ở game 4 đó, bâng với con Kera rất nhiều tiền, cũng đã có một pha câu cực kỳ nhiều thời gian trước khi bị nằm lại. Tuy nhiên Kera ở rank lại không phải là vị tướng hot pick, ngay cả ở những mức rank cao, Kera liên tục được chọn là có. Thế nhưng việc bị cấm nhiều như ở giải là không hẳn. Mà không biết anh em còn nhớ không, có một đợt mà con Kera khá là nổi với vai trò là pháp sư cầm tốc biến để đi đường. Cái đợt mà cô nàng chưa quay lại giải đấu đấy. Nhưng mà cái hồi đó nha, chú cuối Kera nó mạnh lắm anh em, chứ không phải như bây giờ đâu. Nhưng từ khi vươn lên trở thành tia đầu của giải đấu, gần như cái phong cách này biến mất ở trong rank luôn. Thực sự cá nhân Tràm Game hơi tiếc một chút anh em ạ. Bởi vì cầm Kera đi đường tuy không tối ưu như việc đi rừng, nhưng rõ ràng Kera cầm tốc biến nó sẽ đem lại rất là nhiều niềm vui và bất ngờ lớn cho đối thủ đó. Top 4, Omen. Thì như anh em đã biết, con Omen là một con cực kỳ nặng về chiến thuật trong giải, bởi cái sát vực của nó quá là giá trị, không chỉ ở tấn công mà còn trong việc phòng thủ cơ. Thành ra Omen với 106 lần bị lên bảng cấm, kèm với đó là 48,86% tỷ cấm, kiểu ai cũng biết và phải đề phòng. Vì khi đối thủ có Omen, mấy tình huống băng trụ láo là khá mạo hiểm. Cũng như là với Omen, việc càn khả năng càn của một số vị tướng là cực kỳ tốt. Nhưng ở trận SGP Wanta ở game 3 ở đoạn 2 đó anh em, Kuga với một cái sát vực thôi đã không cho gian cấp độ 12 và đang rất là lực của stack càn ra tranh. Và tất nhiên, một pha sát vực đẹp cũng mở ra chiến thắng. Nếu anh em còn nhớ FPT Wanta ở đoạn 1, có một cái game mà Wanta ép rất là gắt, nhưng Omen của Be nhá, chỉ cần một pha bọc sau, chứ cuối tốc biến đẹp thôi là giúp FPT flash end game luôn. Và có một cái khá thú vị là Omen khi xuất hiện sớm sẽ kèm thêm một lực cấm, đó chính là Floor và Mina, nếu như kẻ địch chưa sử dụng hai con bài này hoặc là vẫn còn chưa slot pick cho hai vị tướng trên. Chứ mà đánh giải để lấy được Omen nhưng thả cho kẻ địch một trong hai con bài kia thì cũng khá là đau đầu đó. Một món đồ mà khá nhiều tuyển thủ thích dùng cho Omen đó chính là cái khiên điện thoại. Dù cho có thể tận dụng được 400 điểm năng lượng cộng thêm, thế nhưng 20% giảm một chiêu là cực kỳ giá trị. Bởi đơn giản Omen là một con chơi theo kiểu chiêu thức. Thật ra nếu hay coi giải đấu thường xuyên, anh em check thông số thì chúng ta sẽ nhận thấy gần đây nha, Omen không còn ngồi trên bảng cấm nhiều như trước đây. Nhưng không nhiều như trước đây chứ không phải là không bị cấm nhiều. Ngược lại với đấu giải thì ở rank, kể cả là đánh rank thách đấu nha, thì Omen cũng rất là ít khi bị cấm. Bởi đơn giản con bài này ở rank, độ nguy hiểm của nó so với giải đấu là kém hơn rất nhiều. Chưa kể độ ưa chuộng con bài này ở rank không phải là quá lớn đâu. Top 3, Stoat. Đơn giản mà nói về mặt lý thuyết nha, Stoat là xạ thủ đi được với mọi kèo xạ thủ khác đều ở cửa từ hòa tới thắng. Đóng bằng ngoặc là trừ Erin khi chờ Huân Ưng Choi. Nếu mà anh em không quên đấy ạ, thì trước đây nha, Stoat ở giải đấu được coi là giải pháp tuyệt vời nhất để không chỉ đi với Van Heen mà còn cả Ensu nữa cơ. Đã vậy, sát thương vị tướng này không thể coi thường được dù là cuối game. Thành ra vị tướng này bị cấm rất là nhiều với 106 lần bị cấm và đồng dạng với Omen 48,86% tỷ bị cấm, nên dễ hiểu thôi khi anh chàng này xuất hiện ở đây đúng không? Có một cái khá hài nhá, là nếu anh em coi mic check của anh ta với TDT thì PSman có nói một câu khá đắt, nôm na là cấm con Stoat đi vì bên anh ta si đánh con Stoat nó kinh lắm. Tất nhiên nếu chỉ vì si đánh Stoat ghê đấy ạ, thì anh ta cũng không bị cấm tới 106 lần ở đoạn 1 đâu. Mà thực sự con Stoat nó quá là ngon ở giải đấu đi. Nhưng có một điều hơi nghiệt ngã một chút, Stoat dù được coi trọng là thế nhưng tỷ thắng của anh chàng này lại chỉ tầm 30% mà thôi. Ừ thì Stoat có thể sẽ nhăn mặt khi gặp kẻ địch tanh quá ghê và càn quá gắt. Thế nhưng nếu mà để Stoat thoải mái bắn, kể cả là Skuddy, thì nên nhớ phù hiệu bây giờ anh ta sử dụng đó chính là tinh linh. Và bộ đồ của anh ta nhá, ít nhất là có kiếm Fenrir và diệt thần cung. Và với bộ đồ đó, bắn tanh không đùa được đâu. Mà nói tới đồ đạc thì ở giải Việt nhà mình, chúng ta ít thấy sự đột biến trong bộ trang bị của Stoat. Thế nhưng ở giải Thái, hay cụ thể là RF, thì thi thoảng nhá, chúng ta lại thấy anh chàng này sử dụng một cái trang bị mới lạ. Lúc thì là gươm Budie, khi thì là thương kiếm, đôi khi là vũ đông tàn hoặc là xạ cung. Tất nhiên kết quả không phải lúc nào cũng là một trận thắng đâu. Đánh đánh đấy ạ, Stoat không phải là một con bài mà chúng ta ưu tiên cấm đi, mà thường đó chính là Ensu. Nói trước, Stoat nhá, không chỉ đi đường ngon, mà nó còn có thể khiến cho rất là nhiều kèo sát thủ vật lý gặp khó khăn. Bởi đơn giản thôi, chiêu hai dùng hợp lý nó quá ư là hack game đi.
top 2 Van Hen. Đơn giản mà nói thì hiện tại nha, Van Hen là một trong vị tướng xạ thủ phù hợp nhất với lối đánh sớm từ đầu game. Bởi chúng ta đều biết cách chọn Slowbone game đấu với một con xạ thủ khỏe được bắt đầu từ xạ thủ nào rồi đúng không? Tuy không còn là thời kỳ đỉnh cao của sức mạnh, nhưng Van Hen vẫn bị cấm 124 lần và tỷ cấm lên tới 56,65%. Rank không nói nha, vì cũng bị ao chỉnh các thứ. Nhưng ngay ở giải nha, hỏi SGP và Buriam ở đợt APL là hiểu liền. Mặc dù bị cấm nhiều như vậy, nhưng Van Hen vẫn không phải là không được thả ra nhá. Và chỉ với 54 lượt chọn đem về 53,7% tỷ thắng, cao lắm chứ. Nói sao nhỉ, Van Hen dù bị cấm nhiều nhưng nó không phải là không thể cản được khi thả ra đâu nhá. Bởi chỉ với một con Ignite thôi, Van Hen cũng sẽ gặp khó ngay. Mà không biết anh em có nhớ không, nhưng Mina ở phiên bản này đang trở lại và Van Hen không phải là ngoại lệ với Mina đâu. Đánh rank đấy ạ, chúng ta hoàn toàn để chọn Mina nếu muốn kiếm con trợ thủ có khả năng cản Van Hen từ sớm. Và đến hiện tại, trạm game vẫn thấy khá nhiều anh em không tin tưởng vào cái lượng đam mà Van Hen trong đoạn sau thì phải. Thật ra cái này nhá, bảo là không sai thì đúng, nhưng mà bảo sai thì cũng đúng luôn. Bởi nếu Van lên game, bắn liên tục phi tiêu đỏ và cái địch đứng gần nhau, hoặc được né vào bọn yêu máu, thì đam gây ra nó hề bé một chút nào đâu anh em ơi. Đặc biệt là một Van Hen đã đủ đồ, mà trong khi cái địch còn đang lớn. Tuy nhiên nếu Van Hen ném hơi đen hoặc là toàn bài xanh, bài vàng và giao tranh, đã vậy còn ném vào tanker cái địch, cũng như là cái địch có nhiều kỹ năng cấu đi ở tầm xa, rồi là tầm tay lại còn xa hơn Van Hen, thì khi đó Van Hen mới thực sự là vô hại về cuối game nào. Mà chơi Van Hen anh em biết cay nhất là gì không? Đó là mình cầm Van Hen ép được nát đường rồng rồi, nhưng mà khổ quá, đường còn lại nó lại bị nát, thế là đối thủ lại xuống hội đồng và toang luôn. Hoặc cay hơn là thằng mid ở thằng rừng nhá, thay vì kết hợp cùng Van Hen để ép nát đường cái địch thì lại ngủ trong rừng hoặc là lên gank ở đường khác, quá phí chất tướng đi đúng không? Và nếu anh em chăm đeo anh đơn thì những cái trường hợp này không hiếm gặp nhá. Top 1, Timmy. Từ một con bài không nhận được quá nhiều sự chú ý từ giải đấu, chỉ sau một lần hiệu chỉnh và sau vài mùa giải làm quen, Timmy lập tức đá bay những Aiza, Rui ra khỏi top đầu cấm chọn rồi. 82-19% thì bị cấm và 180 lần ngồi bảng cấm ở giai đoạn 1 đã chứng minh sự ảnh hưởng của Timmy nó lớn ra sao. Một cái khá thú vị nhá là SGP là đội sử dụng Timmy kém hiệu quả nhất ở giai đoạn 1 với tỷ thắng là 0%. Thế nhưng khi giải bước sang giai đoạn 2 thì đó lại một câu chuyện khác. Khi khoa cho thấy Timmy đáng sợ như nào trong tay một đội tuyển mạnh như SGP, bởi Timmy đơn giản thôi, không làm gì thì cũng đã là làm rồi. Bởi cái nội tại nó cung cấp quá nhiều kinh tế cho đội và chỉ cần team có đội hình vận hành tốt, farm tự ưu tài nguyên thì con xạ thủ nó sẽ tự động lớn một cách không tưởng mà thôi. Tất nhiên nếu cần, Timmy cũng có thể tấn công cực kỳ mạnh bởi khả năng khống chế Timmy là cực kỳ đáng gờm. Nó không chỉ là khống chế lâu mà còn liên tục được cơ. Tiêu biểu như cái game 5 giữa BS và SGP đó anh em, khoa có một pha dồn khống chế khiến Zeal của River nhá, dù ở chút cuối cũng không thể bấm được và lên bảng điểm sâu luôn. Và tất nhiên với cái pháp trận thần kỳ, Timmy sẽ giúp đảo chiều tranh cực kỳ mạnh. Khi là kẻ địch nhá, cố gắng dồn đam dồn chiêu vào một mục tiêu và bùm, Timmy bấm quả chú cuối ao nhiệt tất cả. Tuy nhiên Timmy không phải là vị tướng đảm bảo chiến thắng, bằng chứng là không chỉ là tỷ thắng 0% của khoa ở đoạn 1 mà còn nhiều dấn chứng khác như là game 1 giữa BSS và TET ở đoạn 2 đó. Ở một tình huống mà cát còn chiêu cuối, còn tốc biến nhưng vẫn đêm số mà không kịp làm cái gì. Còn trong rank thì sao? Hiện tại ở những rank tầm chiến tướng đổ lên đấy ạ, thì Timmy đã bắt đầu bị cấm nhiều rồi, chứ còn ở bên dưới thì hơi ít. Tất nhiên nếu mà xét về độ đáng sợ ở rank với giải đấu đấy ạ, thì ở rank không thể bằng giải đấu được. Và đó là những vị tướng bị cấm nhiều nhất ở meta giải hiện tại. Anh em có thấy bất ngờ không ạ? Trước đây nha, toàn là bọn nào là Rui nè, nào là Aiza, rồi là các vị tướng khác. Nhưng bây giờ thay đổi rồi anh em ơi. Các bạn hoàn toàn để áp dụng các vị tướng này vào rank các bạn nhá. Đặc biệt nếu anh em đi team đấy ạ, thì càng tuyệt vời hơn. Nếu anh em thấy video có ích, đừng quên tặng tiền gì một like và bấm nút đăng ký kênh anh em nhé, vì nó hoàn toàn free mà.